Và xin được mời các vận động viên trong đội doanh nhân trẻ 19 tháng 3, chúng ta sẽ cùng nhau ổn định vào vị trí. 19 tháng 3. Thưa quý vị thân mến, theo như quan sát của Thu Hà thấy rằng là các quý vị đại biểu khách quý của chúng tôi đã sẵn sàng. Và xin được mời các vận động viên đến từ đội doanh nhân trẻ 1983, chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt di chuyển trao hàng đến vị trí chính giữa trung tâm của sân khấu để nhận về cho mình tiền huy chương bạc và phần thưởng trị giá 8 triệu đồng tiền mặt. Ngày 26 tháng 11 tại Hà Nội, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng thông báo để tất cả mọi
giải. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu khách quý, các vận động viên, các cổ động viên. Xin được kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.